Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Hi Ha và Jimmy. Và ngày hôm nay chúng ta có một buổi đi chơi khá là hấp dẫn các bạn. Tại vì đi chơi đâu? Đó chính là một buổi giống như gọi là một buổi đi ăn thôi. Nhưng mà ăn một cái chỗ rất là lãng mạn. Bởi vì ngày hôm nay tôi đạt được 3 triệu sub. Nói chung là tôi với lại Jimmy sẽ đi ăn mừng riêng đó các bạn. Đó, tại vì tôi đã cùng nhau trải qua tới từ con số 100k sub cho đến 300k 3 triệu sub, có nghĩa là một con quãng đường rất là dài. Đó, tụi mình đã đi cùng nhau rồi nên vì thế ăn mừng cũng phải ăn mừng cùng nhau chứ, đúng không? Ok các bạn, thì mình vừa hết pin, mình phải thay pin liền. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào, mình còn chưa chuẩn bị nữa các bạn. Tại vì 7 giờ tối hôm nay mình mới đặt bàn ngay cái chỗ ăn đó. Một cái chỗ rất là cao luôn. Cao hơn cái vị trí hiện tại mình đang quay video luôn các bạn. Đó chính là tầng 28 nè. Các bạn thấy không? Mình đang quay ở một cái view đó là tầng 28. Nhưng mà hôm nay chúng ta ăn một cái chỗ nó còn cao hơn cả tầng 28 nữa. Nó tận tầng 80. Ở đâu mà có tầng 80 ở Sài Gòn thì các bạn biết ở đâu rồi đó. Chứ là Landmark 81 mà mình ở tầng 80 rồi các bạn. Mình sẽ dẫn các bạn theo coi buổi ăn đó như thế nào, ăn mừng 3 triệu sub như thế nào nha. Được rồi, còn bây giờ thì cho các bạn coi mấy cái khác nè. Mới nghe tiếng bụng kêu của ai ta? Đói bụng rồi. Đói bụng nhưng mà bây giờ vẫn phải làm đẹp các bạn thấy chưa? Jimmy chuyên nghiệp đúng không? Jimmy có học makeup ở đâu không? Không. Vậy mấy cái này bà học ở đó, bà ở đâu mà bà makeup được vậy? Đầu tiên là coi YouTube xong sau đó tự sáng tạo, tự làm theo ý thích. Giờ coi thấy thêm TikTok đồ đúng không? Để cho trao dồi à? Không, không phải là coi để trao dồi mà là tự sáng tạo á. Đó các bạn, tự coi theo mấy cái gì mà trên mạng đó các bạn, xong rồi cứ làm theo, các bạn thấy không, cứ làm theo hình là được đó. Jimmy nó cứ làm theo hình thôi, làm từ từ sẽ càng ngày càng đẹp hả hay sao? Hên xui có lúc đẹp có lúc không đẹp hả? Đúng rồi, lâu nhìn cái mặt như gương như là bà khùng vậy á. À, các bạn thấy không, Jimmy đang đeo một cái bộ bông mới nè các bạn thấy không, để mình zoom cho bạn coi nha. Cái bộ bông mà cái chữ mi đó là nó có một cặp, đó là Zoom và mi. Thì cái bông này là xíu qua cho mấy bạn coi. Đó, thấy không bạn? Đó. Thì cái bông Zoom mi này á là mình tặng Zoom mi trong ngày lễ gì á quên rồi. Valentine năm ngoái hả? Đúng không? Không nhớ luôn. Đó, còn hai cái bông mới này các bạn thấy không? Đó, mới mua thêm đó, ngựa lắm Hello. Hello, hôm nay tụi tôi sẽ đi ăn mừng 3 triệu sub của tôi. Mà bạn này lên đồ đẹp quá hơn tôi nữa. Wow. Ôi dồi ôi. Từ đầu đến đuôi thì toàn bling không hả các bạn? Trông đẹp không? Dễ thương quá vậy. Sợ xui quá vậy. Sexy lady. Hello. Ai dễ thương quá vậy ta? Tụi tôi đã tới được Landmark rồi các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ lên trên cái chỗ mà tôi nói. Tí rồi lên đó mới quay được. Chúng ta đang đi cầu thang. Đi 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 đi. Phải cố thôi. Phải cố thôi. Cố lên. Tí đi. Là nó chỉ cho lên tới tầng 79 thôi. Chúng ta phải đi bộ lên tầng 80. Thường lên trường của mình quá. Hôm nay tôi giống công chúa không? Công chúa. Lúc nào Jimmy trả công chúa trong lòng tôi. Ờ. Hai trong lòng mấy bạn nữa. Ai đẹp trai quá ta. Jimmy vẫn đang tự sướng các bạn à. Đi đâu cũng tự sướng hết. Chỗ nào đẹp là tự sướng hết rồi. Đúng là con gái ha. Không biết một tí đồ ăn như thế nào ha. Để một tí đồ ăn ra rồi mình quay tiếp cho các bạn nghe. Ta ăn thử hồi nào. Hồi nãy anh đó nói gì mà tôi quên rồi. Sao Jimmy? Ôi xịn quá. Ê, mấy bạn ơi, mấy bạn comment kêu Hi Ha Dũng mình đi ăn cái này ngoài nha mấy bạn. Ờ, coi tôi nè. Ê. Cái món ra đầu tiên. Ngon không Jimmy? Ngon lắm luôn á, siêu béo béo. Hấp dẫn không? Nó mặn mặn. Nó có cái gì không biết nói nó sao á. Nó có động là giống như có mùi mật vậy á. Ông có thấy không? Ok. Wow. Dạ, em xin giới thiệu sơ một cái về món. Cái này là trong set 3 triệu 3
Dạ. Em có là set AT với tên gọi là sashimi ở đây, bao gồm 5 loại hải sản chính của nhà hàng. Dạ. Dạ, đây là cá ngừ, cá bơ, cá cam, tôm ngọt nhọc size lớn, với ở trên lại có trứng cá tầm caviar, bụng cá hồi và cá bơ hirame với trứng cá hồi ở phía trên. Khi mình dùng á, mình sẽ dùng kèm với một ít wasabi, cũng cải đỏ là hải sản. Tiếp nữa của chị là trong set miwaku, cái đặc biệt nhất của nhà hàng em tối nay. Em có bao gồm là sushi, bao gồm 6 loại hải sản. Phía này em có tôm ngọt nhọc size lớn, ở trên có trứng cá tầm caviar, một ít vàng nhất mỏng. Đây là quả sò điệp Hokkaido với rượu premium butter. Chút nữa em sẽ khò lên để miếng bơ phủ đều cái sò điệp của mình ạ. Đây là càng tôm nhìn Alaska với ở trên là sòi và trứng cá hồi. Tiếp nữa là vây cá bơ hirame với cốm mì ở trên. Ở giữa thì em có là bụng cá hồi với sour cream và hoa organic. Ở kế bên là em có là ốc vịt cùng với black foie gras. Và mình sẽ dùng chung với lại giấm sốt giấm balsamic tiêu hồng như một số loại thảo mộc riêng. Ôi, đã quá hả? Được không? Xin xin. Hợp lý không? Đã không? Đã lắm. Yummy đúng vô được thiên đường của Yummy luôn rồi. Tàn ăn đồ sống lại sushi không à. Còn tôi không phải thiên đường của tôi mà là địa ngục của tôi các bạn. Tôi không biết ăn. Buồn quá, chỉ có mấy món chính thì mấy món mà nó đã nướng hay là nó chiên gì đó không biết nữa, nhưng mà ăn nó sẽ ngon hơn đối với tôi. Còn mấy món sống tôi ăn không được anh em ạ. Tôi không biết nữa, ăn nó cứ bị tanh tanh xong rồi tôi nhợn nhợn ấy. Tôi là thích ăn đồ sống nhưng mà tôi không thích mấy cái vị mà wasabi nó quá đậm á. Hồi nãy tôi cắn cũng cái cục kia kìa, hai cục lận mấy bạn, nó bị đậm vị wasabi cực kỳ luôn, đậm tới chịu không nổi luôn á nha. Lúc đó khó chịu thật sự luôn, nó nóng nguyên cổ luôn. Quay qua đây tôi mát mấy bạn, mọi người vũ mình đi vô đây uống rượu với mình cho đã, xong rồi bây giờ mọi người đây, nãy giờ có một chai rượu và cái anh đó toàn rót đúng cho mình thôi, còn hi ha, cái ly hi ha từ đầu tới giờ nó vẫn vậy nè. Xong rồi mọi người nhìn nè, ổng quay qua ổng kia người ta kêu coca uống. Từng chả hiểu luôn, buồn quá. Một người đàn ông good boy, không rượu chè, không hút thuốc, không biết ăn, không biết uống rượu, không biết uống bia, sướng thế còn gì nữa đúng không? Một người đàn ông good boy. Vậy ông nói tôi là gì? Bad girl. Em là bad girl trong bộ váy đen. Tiếp theo Jimmy có một cái món ngon, rất là nhìn rất là hấp dẫn các bạn. Wow, cái món này nhìn rất là lạ, một cá hồi, cái gì? À, cái này là cái cá gì tôi không. Hồi nãy tôi nghe xong rồi, giờ tôi đang khơ say với mọi người. Quên mất tiêu. Tôi quên mất tiêu rồi. Tại vì một chai rượu quá nhiều và mình phải đang uống một mình đó mọi người biết không? Buồn lắm. À, nói chứ cái này là hi ha mờ mình đi ăn luôn nha mọi người. Quà của hi ha thì chắc là mình sẽ tặng vào sinh nhật. Cái quà đau đuôn, buồn quá. Ơi, sắp tới sinh nhật của ai đó kìa. Buồn quá. Thôi đừng buồn nữa. Đừng buồn nữa. Ok, kẹn ly với mình nè mọi người. Ai đi đến nhà thì lấy nước lọc lên nâng ly. Mình lấy nước ngọt mình nâng ly luôn. Yo. Gặp bác sĩ giúp mình là refresh lại vị trước khi là mình sử dụng thịt bò. Thế là nước gì anh? Trà rượu sake. Rượu. Dạ vâng, rượu sake ạ. Dạ, thế là chứ mình ăn được món này thôi. Món này có gì trên đây vậy ta? Để mình coi thử coi. Nó sẽ giúp mình refresh lại. Không biết nữa. Để kiểu của tao ta. Cái từ này là một cái nó từ reset lại cái hương vị của mình để cho mình ăn mấy món reset mới nữa. Là reset. Tôi nghe refresh mà. Cái đó đi, nhưng mà nó sẽ làm cho mình sạch cái mùi vị cũ để mình ăn cái mùi vị mới nó sẽ ngon hơn. Ôi trời ơi. Thì anh cũng ăn không? Không. Sao vậy? Thứ nhất là tôi không ăn được đồ sống. Thứ nhất là tôi không ăn được đồ sống, thứ hai tôi không ăn được đồ béo, thứ ba tôi không uống được. Cái đó là chua. Chua chua à? Rất là hấp dẫn luôn, nãy giờ mấy bạn có nghe không? Thì ok, tôi sẽ review xíu cho anh em cái ly này nha. Cái ly này mình ăn mình cảm giác nó có một độ chua nhất định và nó hơi chát chát của cái vị rượu. Ừ. Nói chung là nó khá là giống dâu ua nhưng mà có rau câu á mọi người. Dâu ua mà có rau câu mọi người cứ nghĩ cái cảm giác đi. Nó rất là lạ. Lạ nhưng mà tôi nghĩ là đói dòng sẽ là hơi khó ăn. Cái này là cái gì em? Dạ, nó là kiểu bông gòn á. Kiểu bông gòn? Dạ. Em sử dụng nước lẩu là sukiyaki. Mà đặc tính của nước lẩu này là tiệm nấu từ cá trong biển. Và nó sẽ khá là ngọt. Nên là thay vì bỏ đường vào trực tiếp á, em sẽ bỏ kiểu bông gòn vào để tăng tính thẩm mỹ của món. Mình muốn quay lại không ạ? Dạ đi.
Có tan hết luôn. Là cái này là nước lẩu luôn hả anh? Dạ đúng rồi. Wow. Oh my god luôn. Wow, hấp dẫn không vậy mày? Hay là hấp dẫn á. Tôi là tôi muốn thử hết luôn. Theo mình thấy thì cái nhà hàng này phục vụ cho mình và hi ha khá là hợp lý á. Hi ha có thấy gì không? Khá là hợp lý luôn. Tôi không ăn được cái gì luôn ngoài mấy cái món bắt đầu bây giờ tôi mới bắt đầu ăn. Nhưng mà tôi đang nói về cái cách phục vụ. Đúng rồi. Cái này là dịch nè. Ngon quá. Ngon dữ à. Tại vì tôi rất là thích ăn cái thịt nằm mà nó mềm mềm á. Chỗ ta nói nó đúng ngon quá. Nhưng mà hết cái chấm này nè mấy bạn. Nè mâm 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 mâm. Ủa món gì vậy? Nghe ngẩm gì vậy? Ngon quá. Rồi đây rồi, đây rồi, đây rồi. Anh giờ rồi, đây rồi. Uống mày có miếng thịt nè mấy bạn. Rồi đưa vô cái mỏ của hai chị trời kìa. Chắc là thì hai đút nên ăn ngon hơn á mọi người. Khỏe quá. Các bạn nói xem sinh nhật Hi Ha mình sẽ tặng gì cho Hi Ha nha. Đồ đáng ghét. Nè thử nè Dùm. Cho Dùm thử nè. Không. Nè nó mâm mâm. Mâm à. Thương bé thương bé thương bé nha. Em bé. Nấu quá. Các bạn đang xem video này thì đừng quên là like, share để ủng hộ cho tụi mình lên được 1 triệu subscribe để có nút vàng mới. Chứ mà là mình chờ đợi điều đó lắm luôn á mọi người. Mình cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ kênh của tụi mình và tạo cho tụi mình một động lực rất lớn. Là ví dụ mọi người có biết không, nhiều lúc mà nhiều ngày mà mệt mỏi lắm, mình cứ nghĩ là mình hôm nay là mình sẽ không quay nổi video cho các bạn, nhưng mà mình vẫn cố gắng là ngày hôm đó mình để lên quay để cho mọi người sao ta không quên mình, đúng không Hi Ha? Đúng, chỉ cần các bạn biết không, chúng ta chỉ cần cố gắng thôi mọi chuyện chúng ta sẽ thành công, dù cho nó khó cỡ nào. Nhưng mà đúng, chỉ đúng, cần đúng. Các bạn đã có được nó, nhưng mà các bạn chỉ cần bỏ một ngày thôi sẽ mất liền đó. Nên vì thế tụi mình cũng phải cố gắng, cho dù tụi mình đi ăn hay là đi nghỉ hay là đi du lịch gì đó, tụi mình cũng phải cố làm bù để úp cho những ngày đó. Phải nói là không bỏ luôn. Khi tụi mình không nghĩ cho bản thân tụi mình luôn á. Đó là một ngày tụi mình dành cho tụi mình còn không có nữa bạn. Chỉ có dành cho tụi mình vào lúc tối để tụi mình ngồi chơi game thôi đó. Đó, lên được 3 triệu sub là cũng nhờ. Một ngày dành cho mình 1-2 tiếng này. Đúng là khoảng thời gian của mình dành cho bản thân mình chơi game. Có nhiều ngày không có 1-2 tiếng để chơi game luôn. Đó các bạn à. Lên được 3 triệu sub là điều không tưởng. Nhưng mà đó là sự cố gắng của mình. Cái gì cũng vậy. Chúng ta cố gắng là được. Các bạn có thể lên được 5 triệu người theo dõi Hi Ha luôn. Để cho sự cố gắng của Hi Ha nó không phải là sao ta? Không phải là không đủ mà là mình mong nó phải nhiều hơn thế nữa. Với cái thời gian tất cả mọi thứ Hi Ha đã bỏ ra để dành cho tất cả mọi người. Đó các bạn thấy không? Tụi tôi thấy vậy thôi chứ tụi tôi cực khổ lắm các bạn à. Với lại một ngày tụi tôi có ăn có 2 cử rồi các bạn. Đây là cử sang nhất cả năm. Cả cuộc đời luôn á. Ừ đó vậy cuộc mình đời. Chưa bây giờ mình đi ăn mắc như vậy á. Cả cuộc đời đây là bữa ăn mà xịn nhất trong cuộc đời của mình đấy. Lần đầu tiên đấy. Rồi tính nhà ba cái món này làm ba món Jimmy hết luôn. Đúng rồi. Sao kỳ quá vậy ta? Cái này cũng hết luôn. Trời ơi xỉn rồi. Xỉn nó xỉn rồi. Còn đây là cái phần kem gì nè các bạn. Cái này là kem can the với lại có 2 cái thạch. Xong, thế là xong ngày buổi tiệc 3 triệu sub của tôi và Jimmy rồi. Vui không? Vui mà cũng say quá. Say quá. Jimmy uống dữ quá, say quá. Wow, nhìn chứ đẹp quá vậy. Wow. Tôi nè.